nhá. Hello anh em, đây đang review cho anh em cái hot trend nhá. Cái này là cái hot trend năm nay này, đang hot trend ở hiện tại đầu năm nay các bác nhá. Đấy, xin nhan hot trend này, cái led đờ mi. Đấy, lát tôi lên cho anh em dòng xe tải hoặc xe khách hoặc xe con tùy. Đây gọi là led đờ mi hot trend các bác nhá, này hơi hot trend luôn. Đấy, chiếc xe của em Hà là Đại đây, em tên là Đại. Đấy, mình không biết mình có em tên là Hà. Đấy, hot trend các bác nhá, hot trend. Hot trend, rất hot trend luôn này. Đấy. Đó, anh em thấy không? Đèn chớp đó, bắn còi là chớp lia lịa luôn, hot trend các bác nhá. Đấy, mình đang quay cái đèn đờ mi hot trend. Cái này thì mai kia mình sẽ cập nhật cái xu hướng này cho các bác. Đó, rất hay luôn. Cái này là anh em nhét ở trong khe nha các bác nhá. Nhét ở trong khe đèn, giữa khe đèn và cái mặt ca lăng các bác nhá. Đó. Đây, hôm nay thì một lúc phục vụ hai anh em đều 99 luôn, qua nọ Bắc Linh. Đây, anh em chơi quậy tung cửa hàng luôn. Anh làm bình thường ấy. Đâu, con này của trọng là bằng gỗ. Bằng gỗ phải bắn viên thân to. Ừ, gỗ phải bắn viên thân to. Chứ không phải bắn viên kia đâu, bắn kia anh bắn hộ ngay, anh có dối em gì. Thật sự là anh hết, không phải không có. Bắn nhẽ được cái chắn bùn tao về, tao bắn tí buổi chiều xong. Nếu mà vít kia, vít bắn sắt trong nhà anh đầy, con này của em là thân gỗ rồi. Đây, hôm nay là đang tận cảnh cuối ngày nhá, anh em đến phá lát cửa hàng cho mình luôn. Cuối năm mà, thành ra anh em đến phá lát cửa hàng luôn. Đây, hiện tại đang phục vụ hai em trai, em trai nhá, đây. Một lúc hai em trai này, siêu xe này, anh em chơi có đội có cặp. Đấy, anh em ghê gớm chưa? Anh em vượt ghê gớm luôn, anh em chơi có đội ở cặp các bác nhá. Đấy, một lúc hai siêu phẩm. Em trọng này còn một con nữa đẹp như ngang của em Hà này cơ các bạn. Đấy, nhưng mà vì hôm nay em đi chạy con xe gọi là chinh chiến, còn con xe gọi là pro thì em để ở nhà. Đấy, vì em bạn chơi xe rồi có chơi cặp rất hay các bác nhá. Đấy, hôm nay hiện tại đang chợ cá bắt đầu đến giờ cuối năm, thành ra là rất nhiều những cái nó nhộn nhịp. Đây, đang quay cho các bác xem siêu xe của em gì đây các bác này. Đấy, các bạn thấy không? Đây, cái phản quang này nhà mình nó là phản quang 3M các bác nhá. Toàn bộ là nó sẽ phát sáng vào buổi tối như này các bác này. Đấy. Chứ mình không cắt cái đề cang như kiểu như là một số anh em mua rẻ nhưng mà nó không phát sáng. Đây, các bác nhìn thấy không? Ánh đèn xe dọi vào nó sáng rực như này này. Đó. Đấy, hiện tại anh em đang phá lát cửa hàng luôn. Hello anh em nhá. Rồi, hello anh em, rất là vui luôn. Đấy. Em mở cho anh em nghe nhạc luôn. Ô, mất nhạc rồi. Đây, anh em đang phá lát cái số tem này ra đây. Đấy, đây hiện tại đang rơi vào rất là cuộn các bác nhá. Đó, anh em đang phá lát cả luôn. Mời được đôi mới thôi à? Anh nhìn kia chả ghét rồi. Đây, chẳng buồn thái các bác nhá. Đấy, phi đội anh em đang bởi cái đống tem này. Đấy, các bác nhìn là tem buổi tối nó sẽ phát quang là tem 3M xịn. Còn anh em mua những cái tem mà nó không dạ quang ấy, thì nó dạng dạng như kiểu này các bác này. Đây, dạng dạng như kiểu lá cờ của mình này. Đấy, nó không dạ quang. Đấy, còn tem của mình là tem dạ quang các bác nhá. Đó, rất là hay luôn, đẹp không các bác. Đấy, một lúc phục vụ hai anh em chơi xe là sẽ có đội. Đấy, thường thường anh em chơi xe rất hay có đội. Đấy, vì anh em chơi có đội thì thứ nhất là chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, rồi thứ hai là chia sẻ những cái bài độ, cũng như là có hỏng hóc thì trên đường thì anh em sẽ có những cái trao đổi kiến thức và hỗ trợ nhau trên đường, nó cũng rất là hay. Đấy, thì thành ra sinh ra những câu lạc bộ rất là hay luôn. Đấy, ví dụ nhà hội lái xe này anh em này, hoặc là câu lạc bộ anh em kết nối mọi miền tổ quốc này. Đấy, thật ra những câu lạc bộ rất là tốt. Mình nói thật các bạn là mình cũng tham gia rất nhiều câu lạc bộ. Tuổi của mình ngày trước mình cũng chơi rất nhiều câu lạc bộ, chơi xe các thứ mình chơi nhiều, tham gia anh em nhiều nên mình hiểu giá trị của câu lạc bộ rất vui. Thứ nhất là anh em chia sẻ được kinh nghiệm về chăm sóc chiếc xe, thứ hai là anh em có vấn đề thì trên đường thì có đội thì anh em có thể tương giúp nhau rất hay. Đây là lúc hai siêu phẩm nhá. Đấy, cái đèn của em Đại năm nay sẽ là hot trend các bác nhá. Đèn xi nhan này là hot trend năm nay này. Đấy, hot trend các bác nhá. Đấy, rất hay luôn. Ok, lâu đi luôn các bác nhá. Đây, cho các bác cắm lại con Audi này. Đi Audi luôn các bác. Rồi, xin chào các bác.
chào anh em nhé. Nếu mà có cái hay thì mình lại quay tiếp cho anh em xem. Đây các em mình đang phá lắp cái hàng luôn ra này. Hello anh em nhá, review cho anh em quả Remix này. Đấy, mấy anh em thanh niên rất máu mi music trong xe các bác này. Đấy, em Trọng thì có hai con các bác nhá, một con này và một con nữa cơ. Trọng có hai con này và một con nữa. Đấy, hai con của em ý đều rất ngầu luôn. Con này thì không phải là con trọng điểm của em ý rồi. Em ý có một con ngầu pro lắm. Mình đã có cái review cho anh em rồi. Đấy, em ý có một con xe rất là ngầu, mình sẽ quay cho anh em. Và lượng subscribe được anh em chia sẻ cái video này rất là nhiều luôn. Và mình không nhớ đâu, nhưng mà em ý là 99 Quan Họ Bắc Linh. Đấy, mình vẫn nhớ là em ý bảo là em được ở làng nghề Quan Họ. Đấy, hôm nay thì con xe này thì nó không phải là con xe trọng điểm, thế nên là em không chăm chút nhiều. Đấy, nhưng mà chỉ chăm chút một số những cái thứ em ý thích thôi. Đấy, ví dụ như là lên cái bọc vô lăng một cường, rồi là khoảng quay vô lăng. Và trong cabin thì vẫn mộc mạc hết anh em nhá, không có độ đèo quá nhiều. Đấy, quả Bi Music, anh em trẻ mà thanh niên mà thanh ra thích nghe nhạc. Đấy, chắn bùn đấy, sao tí. Hôm nọ cho bảo với anh là mình ở là nghề Quan Họ đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? Anh vẫn còn nhớ cái xe kia, cái video kia mà. Đấy, mấy anh em đang chỉ thích gái và nhạc thôi. Tầm này đang tuổi trong yêu người chưa vợ đúng không nhỉ? Chưa. Ôi giời ơi, này thì sức này bay rộng phí quá. Đây bảo sao bốc bắt lên các bạn. Đâu em? Cái đấy là 7.5. Có bảo được chưa? Đấy, có hình Jumbo đấy, hợp với em đấy. Mấy anh em thanh niên đang độ xe nhá, anh em nhá, đấy. Mua đấy à? Mua đi, đẹp rồi, đẹp rồi. Bán luôn à? Ừ. Anh em mất luôn rồi. Té nhau. The Mi thì nó sẽ là sáng trắng như này các bác nhá. Rất hay luôn. Đấy, khi nào bật xi nhan thì nó sẽ đuổi đấy. Hay đấy nhở, được đấy, hot trend luôn. Hot trend rồi các bác, được, quá được luôn. À, được, tuyệt vời đấy. Được, ngầu hơn. Ừ, nhìn quá ngầu đấy, nhìn chất. Cảnh báo cho hai nháy luôn, quá đẹp luôn. Nắp này đẹp nhờ, đại nhờ. Hôm nọ anh thấy bác kia bác lắp ở đây đúng là sai thật. Các bác lắp ở đây này. Thế là không muốn tháo đèn ra. Tháo này ra chứ không như cậy. Mà chả cần phải tháo đèn, cầm nhét vào cũng được luôn đấy. Nhét đúng vào không? Được, nhưng mà nó có băng dính, dán vào nó sẽ chắc hơn. Bền hơn đúng không? Ok, rồi, hay đấy, được, bài này được đấy. Đó, nếu mà muốn nhất bóc được, các em bóc được mà. Về cầm máy sấy tóc và các em cậy ra được ngay, các em không cần, các em cậy phát ra ngay. Nhưng mà chỗ này ngày trước là bị thằng đéo nào đến xe qua đêm, bị thằng đéo lùi vào bị bả bên này rồi. Bên này chưa bị bả nhưng bên này đây. Nhìn sơn đi, nếu ban ngày nhìn hai màu khác nhau luôn. Bắt đầu từ đây hơn ra. Bên này đậm hơn. Bóc này đơn giản mà, bóc này đơn giản không mà. Về em muốn máy sấy tóc ấy, em sấy ra nhanh hơn. Nước máy lửa. Mày sấy tóc ấy, hoặc là em muốn làm phơi nắng ấy, xe nó từ lâu rồi nó giòn, sợ nhất là nó giòn thôi. Đấy, anh em đang tự tay xử lý món đồ chơi năm ấy nhá. Bây giờ đấy, chơi vào món 2021 các bác nhá. Máy không bao giờ bong luôn, dám móng tay bong lỗ luôn đấy, nó nóng cũng bong lỗ luôn. Đây là đang tận cảnh bóc cái chữ nó không phản quang. Cái tí sẽ dán một loạt chữ phản quang như này các bạn, các bạn thấy không? Đấy, khi dọn đèn vào nó sẽ phản quang nha. Đó, rất hay luôn. Rồi, ok. Đấy, chiếc xe của em Đại thì hôm nọ đã có một video được subscribe rất là nhiều, anh em ủng hộ rồi. Và anh em comment thì cũng là đồng số em ý. Đấy, hôm nay thì em đi chơi quả đèn xe nhà rất hay luôn. Đấy, anh em thấy không? Là cái chữ phản quang nhìn đẹp bao nhiêu. Đấy, cái này là cái giấy 3M nha các bác nhá. Như mình đã nói quá là khi dọn đèn nó sẽ sáng như này này. Đấy, các bác thấy không? Sáng rất là đẹp luôn, gần như là như kiểu đèn pin ấy. Đấy, còn đây cái giấy thường là như thế này. Đó, đây là giấy dạ quang, các bác nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy, đây là xe của em Đại nhá. Chiếc xe được rất nhiều người bình luận của bản thân số, rất đẹp luôn. Chăm sóc tỉ mỉ chiếc xe. Đấy, nhà mình thì toàn bộ cái giấy này là giấy bóc phản quang các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, giấy phát sáng khi anh em dọn đèn vào. Các bác thấy không? Rất là đẹp luôn.
Ngựa xe nhà thôi hả? Chán chán anh em lại đi cùng nhau à? Thank you em rất là nhiều luôn. Anh ơi, gương cầu ấy bao tiền? Đâu? Gương cầu đấy cho luôn. Cho luôn. Gương cầu ấy kỷ niệm luôn. Gương cầu ấy...